Bạo hành trên mạng xã hội hiện nay không chỉ là một thách thức đơn thuần của môi trường trực tuyến, mà còn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Đã có không ít những hậu quả đáng buồn xảy ra từ tình trạng bạo hành, bắt nạt trên môi trường mạng. Vấn đề này cũng vừa được nêu ra tại nghị trường Quốc hội vào tháng 11 vừa qua. Tức là những nhà lãnh đạo, quản lý cũng đang rất nghiêm túc nhìn nhận và nỗ lực tìm các giải pháp xử lý vấn nạn xã hội này. Mới đây, một cô gái ở Đắk Lắk bị kẻ lạ tống tiền và đe dọa vì lộ clip nhạy cảm trên mạng. Một cô gái khác ở Hà Nội vì bị người yêu cũ đe dọa đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Quá lo lắng, cô gái đã nhiều lần cố gắng tự kết thúc cuộc đời mình. Ngoài việc bạo hành thì việc bắt nạt tập thể, ném đá tập thể cũng diễn ra vô cùng khó lường trên không gian mạng, đặc biệt là với những người nổi tiếng. Chúng ta dễ dàng tìm thấy nhiều nhóm fan và anti-fan. Yêu mến thì bảo vệ bất chấp lý lẽ đúng sai, còn ghét bỏ thì chê bai, lăng mạ, miệt thị từ đời tư đến lối sống và cách hành xử. Để rồi người chịu thiệt thòi nhất chính là người bị tấn công. Em đã từng chứng kiến có những vụ việc như là chỉ là một vài chi tiết nhỏ, một vài các bạn học sinh trêu đùa trong lớp mà các bạn có những bạn trong lớp vô tình quay lại và đăng trên mạng, thì những người ngoài cuộc người ta đã bình luận cái ý kiến không hay về cái bạn đấy, tức là những người ngoài cuộc người ta chưa hiểu về cái câu chuyện trong đấy, nhưng mà có những cái lời nói ác ý về cái bạn trong nhân vật ở trong clip. Thì khi bạn ấy thấy được cái những lời nói không hay đấy thì các bạn ấy có những cái suy nghĩ, những cái hành động tiêu cực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, trưởng khoa công tác xã hội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì bạo hành trên mạng là việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để gây tổn thương, xúc phạm, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt người khác. Tất cả đều mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho tâm lý và an ninh cá nhân. Khi mà chúng ta nói đến cái khái về bạo hành, trước đây là chúng ta có quan niệm liên quan đến bạo hành về mặt thể chất, bạo hành về mặt tinh thần, bạo hành về mặt tình dục, bạo hành về mặt kinh tế, tức là chúng ta đang nói đến các cái hình thức của bạo lực. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là có cái khái niệm đấy chính là bạo hành ở trên mạng. Thế thì thực ra những cái hành vi này giống như là chúng ta đưa ra những lời lẽ, đưa ra những hình ảnh, đưa ra những clip mà có thể ảnh hưởng đến các cái những người khác. Và vì vậy cho nên là chắc chắn là cái ảnh hưởng này nó rất là lớn. Điều quan trọng là tình trạng bạo hành trên mạng nguy hiểm hơn hẳn việc bạo hành ngoài thực tế, bởi những đặc trưng của mạng xã hội đó là tính lan truyền và tính ẩn danh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đỗ Nghiêm Thanh Phương, cố vấn cao cấp của Viện Tâm lý học ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực, để lắng nghe những quan điểm từ phía chuyên gia. Nói đến cái tính ẩn danh cũng như là nói đến cái sự lan truyền nhanh của cái bạo lực mạng thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái tính chất của cái bạo lực mạng. Tính chất của bạo lực mạng chúng ta có thể thấy là ở đây với một nạn nhân thì không phải chỉ có một người là gây ra bạo lực đối với nạn nhân đó, mà đây là một nhiều người, không những là nhiều người mà có thể là rất nhiều người. Nó nguy hiểm ở chỗ đấy, tức là nó mang tính chất là cộng đồng. Cái việc mà ẩn danh làm cho mình dễ nói hơn, mình cũng không ai phát hiện ra là mình là ai và là như thế nào. Cái sự lan truyền nó nhiều thì mọi người sẽ cùng với cái tâm lý gọi là tâm lý đám đông, người ta gọi là tâm lý đám đông, tâm lý gọi là Azure, hùa theo nhau. Đôi khi chúng ta comment nhưng mà hay là chúng ta đưa ra những lời lẽ xúc phạm, nhưng mà đơn giản là bởi vì chúng ta đọc những cái comment trước chứ không phải là do chúng ta có những cái sự suy xét. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Duyên từng là nạn nhân của một cuộc bắt nạt trên mạng. Tuy mức độ chưa nghiêm trọng nhưng với một cô gái khi mới 14-15 tuổi lúc đó thì những tác động tiêu cực đến tâm lý và cảm xúc cũng khiến Duyên rất lâu mới có thể bình ổn trở lại. Nhiều người nghĩ mạng là thế giới ảo, làm sao ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế được. Nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Bạo lực mạng diễn ra trực tuyến nhưng nó lại ảnh hưởng đến những người ngoại tuyến và có tác động đến thế giới thực, khiến nạn nhân có thể bị sợ hãi, lo lắng hoặc đáng sợ hơn là kẻ xấu có thể chi phối hành động ngoài đời thật của nạn nhân. Từ năm cấp 2 mình đã dùng mạng xã hội, thì khi đó mình đã bị chính những cái người bạn của mình chê bai cái ngoại hình của mình trên mạng xã hội. Điều đấy khiến mình
bị ảnh hưởng đến cảm xúc và mình rất sợ khi đi học, khi mà phải đối diện với chính những người bạn ở trong lớp của mình. Thì cái sự việc của mình nó cũng, mình có thể tự vượt qua được, nó cũng không quá nghiêm trọng đối với bản thân mình. Nhưng mà ví dụ như là đối với các bạn ở trên mạng, những cái vụ việc lớn hơn như là Hoa hậu Ý Nhi hoặc là những người nổi tiếng bị chính fan của mình quay lưng lại và nói những cái điều ác ý, thì mình thấy rằng họ có thể cảm thấy rất suy sụp. Theo một nghiên cứu của Microsoft, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ bắt nạt bạo hành trực tuyến ở top cao trên thế giới, với 74% người dùng mạng từ 18 đến 74 tuổi cho biết họ đã từng bị bắt nạt hoặc quấy rối trực tuyến. Những hành vi bạo hành được cho là ảo đó lại mang lại hậu quả rất lớn đối với tâm lý thật ngoài đời của nạn nhân. Vì vậy, nếu là nạn nhân của bạo lực mạng, mỗi người cũng cần tỉnh táo và có những cách thức cần thiết tự giúp mình thoát khỏi vấn nạn này. Một số cái nạn nhân cũng đã làm rồi, tức là chọn cách im lặng. Đấy là một cái im lặng ở trên mạng. Cái thứ hai nữa là khi mà gặp phải những cái vấn đề như vậy thì rõ ràng là những nạn nhân cần phải có cái sự chia sẻ đối với bạn bè, đối với người thân, đối với gia đình. Những cái sự chia sẻ đấy sẽ giúp giải tỏa bớt những cái căng thẳng và giúp cho người ta lấy lại những cái niềm tin. Cái sự động viên của người thân, của bạn bè nó sẽ là một cái cơ sở để giúp cho họ có thể vượt qua được cái đó. Còn nếu mà nghiêm trọng hơn nữa, mình cũng không thể vượt qua được cái đó bằng cách là chúng ta xử lý cái cảm xúc của mình, xử lý cái suy nghĩ của mình. Sử dụng những cái cách đó rồi nó cũng không hiệu quả. Chúng ta vẫn có bị những cái vấn đề liên quan đến stress, liên quan đến có thể dẫn tới trầm cảm, dẫn tới nhiều những cái ý định tiêu cực khác, như là có thể có những cái hành vi về định tự tử. Thì rất khoát là mình phải tìm đến các cái cơ quan chuyên môn, tức là những nơi hỗ trợ mình vượt qua được những cái sang chấn kiểu như vậy. Thì đấy là các cái trung tâm tham vấn tâm lý, các bệnh viện, các khoa tâm thần của các bệnh viện đa khoa, để chúng ta, hoặc là các trung tâm tham vấn, để mà chúng ta có thể có những cái nhà chuyên môn, có những cái kiến thức và kỹ năng để giúp mình vượt qua được cái đó. Cho dù đã có những luật định riêng về an ninh mạng, thế nhưng có lẽ vẫn chưa đủ răn đe với những trường hợp coi thường pháp luật. Và cho dù công dân có quyền tự do ngôn luận qua các việc đưa thông tin lên mạng xã hội, nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Nhất là hãy tuân thủ bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để trở thành những người dùng văn minh. Tuyên truyền để nâng cao nhận thức đối với các cái hành vi ứng xử trên mạng. Bởi vì khi mà chúng ta có cái việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức thì lúc đó chúng ta mới có thể có những cái hành vi, có cái hành động tương ứng với nhận thức này. Và cái bộ quy tắc ứng xử đó thì tôi nghĩ là cũng cần phải được tuyên truyền ở các cái kênh khác nhau, ở các cái góc độ khác nhau, để người khi tham gia vào các cái mạng xã hội đó có thể nắm vững được và có thể thực hiện được nó. Và đồng thời chúng ta cũng có lẽ cũng cần phải có những cái chế tài đối với những cái hành vi mà không phù hợp. Tất cả các quy định của pháp luật mang ý nghĩa nền tảng quan trọng, góp phần bảo vệ mỗi cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, các quy tắc, quy định hay các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các thiết chế cần phải bắt nhịp, thậm chí đi trước một bước và luôn phải được cập nhật kịp thời với sự thay đổi, phát triển của cả xã hội để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Và quan trọng hơn cả, bản thân mỗi chúng ta hãy là một người sử dụng văn minh, góp phần đẩy lùi bạo lực mạng, giúp cho mạng xã hội trong sạch hơn.